Tôi để nhắc lại nhá, để tìm bớt số lẻ này. Thì bạn đã khai báo trên này. Bạn đi khai báo một biến đếm là chẵn bắt đầu bằng 0. Sau đó thì bạn dùng cái điều kiện là A phần trăm 2 bằng bằng 0. Có nghĩa là mỗi lần chúng ta nhập một cái số A vào, mà nếu nó chia hết cho 2, tức là số chẵn đấy, thì chúng ta tăng chẵn lên một lần. Sau đó chúng ta sẽ in ra số lượng các số chẵn là chẵn, và số lượng các số lẻ chính là số lượng các số nó nhập vào trừ đi số chẵn. Kết quả là chính xác.